Mà chị sửa sửa hồi thì em không thấy đường lấy luôn đó chị à. Em xấu sao thì em lấy đường, em thấy đường lấy đi. Chị sửa hồi nó tôi ôm luôn đó chị. Nó mua kiến một lỗ của mình hay sao? Vậy sao? Mua kiến bao nhiêu tiền anh? Em không nhớ, này nhìn đồ hơn trăm sao? Nhiêu? Cái gọng hơn trăm. Tại đó coi chị mua tới 800 mấy. Cái gọng khác, cái mắt kiến khác má ơi. Cái gọng mua số be. Còn cái chồng thì đi khách. Trăm mấy thôi. Có trăm mấy hả? Được cái giọng của mình trong máy chứ mà nhiều. Chủ yếu là cái mắt kiến nó mới mắc chứ. Cái chồng kính thôi chứ cái kia coi trăm mấy hả? Chị có hận gì ngoài là nó nhấc đầu em vậy không hả anh? Sao chị? Hận hả? Hận. Cái giờ tụi em nói hận cái không biết chị làm gì mình luôn. Để em về em inbox nha. Inbox riêng hả? Dạ inbox riêng. Nhiều khi em muốn đấm chị một phát đúng không? Nhiều khi em muốn đấm chị đó một phát mà không được hả? Chị chụp màn hình gì gửi qua cho ngoài. Là bữa sau em biết là số em như đi tấn đầu đấy. Không nên đe dọa khách hàng nha. Nó lên nó trong một sao là thì dịch nó đưa đẩy. Tự mình khen mình luôn nhỉ trời. Sập cái tủ lạnh luôn nè trời. Chỉ có chị Quy thôi. Sao mà biết lắm mà. Bà mạnh bạo ghê. Tủ lạnh nó đang kêu tao có tự tình gì với mày này. Tao chỉ hay mạnh tay vậy. Biết là tay bà còn đau, tay bà không đau thì thôi vậy. Làm gì? Tự nhiên mai em bận áo luôn nha.
Mà ao lưu cho nóng à? Chứ sao giờ? Thì khi nào quay thì bận nồi chứ. Như ơi, lấy cái cọng tóc đi hoài lên. Tính ra có một sợi thôi luôn á. Mai cắt bà nó đâu đi. Mà xong rồi nhìn đầu lúc nào như con điên luôn thôi. Tóc không mọc nổi luôn đấy. Giờ mà không để mái thì nó hói, mà để mái thì nó vướng. Không biết sống sao cho vừa lòng. Dịch lên đây xíu này. Rồi. Ở đây là sẽ cử người ôm cho nó ấm. Hết lạnh chưa? Cử ai? Cử chị hả? Chứ sao? Thôi ngàn năm có một. Rồi tớp liền chứ sao? Bạn ơi. Không chị. Xôn đi chứ. Làm gì em nhìn cho miếng. Đang đói bụng. Cái gì vậy? Người ta đang đói bụng. Ông kia cũng nhiều chuyện nữa. Yeah. Người yêu nó kêu đi đi đâu gọi không thèm bút máy, chia tay còn phải đi thăm nữa. Chia tay đi, còn đỡ thì đỡ đi thăm một. Ừ. Vậy hả? Em lái qua 93 kìa. Thôi bỏ đi qua qua hút bé này là nặng bụng miễn phí nè. Khỏi cần phải trị mụn luôn, nó không phải, nó thích người bị mụn. Ủa bằng tuổi chị hay bằng tuổi em? Tuổi em á. Hợp nha mà. 93 35 hợp mà. Ừ. Không nói thật đấy. Dạ. Em nói chị cũng hợp mà, thôi em đính với nhau đi. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Cũng muốn lắm nhưng người yêu nó không cho rồi. Đúng không?
mà sao người yêu sao dữ vậy luôn? Ở trước anh làm bên đó mà anh về á. Mày đừng tạo nghiệp nữa hả Hoài ơi. Không có nói gì đâu, cũng là này với mình chị nói luôn á. Biết sao chị ý rồi đấy. Có hàng đến nữa kìa. Hình như cả tâm hay sao? Bật vào bên kia đi ạ. Đi cho cô Hằng qua bên kia luôn đi. Hai người đi chung mà. Tâm ấy. Nhắm quăng vừa tóc dài đâu. Hồi bên kia em làm mà hay được. Được 200. Hầu như toàn em làm không à? Có được là phí em làm đó. Trời ơi, thoại chị nóng. Nghe ơi nóng. Nóng. Đừng có xem cái đâu. Cô Hằng này buồn cười lắm. Mà đi xe ba là bà ngủ ngon lành. Ồn kìa rơi bà ngủ được. Mà ở nhà là thôi ạ. Ở nhà không ngủ được nha. Mình cứ đi xe ba là ngủ. Nhẹ, nó kêu nhẹ mà. Thì nó kêu nhẹ mà. 5 80 rồi nè. 80 thì vẫn chưa nặng lắm, khi nào mà 60 vậy à?
Nói là mình ôm vợ mà tưởng là mình nói. Không, không phải, tưởng tượng nó đang ôm bà nội chứ. Cho dì ngủ. Trời nhận cười. Em đau quá. Nói thì chú xuống mà chân mướt không. Được rồi, để yên. Sao cái thằng nó cũng chịu được mà nó được hay em. Mình nhớ thấy bà nó cũng còn ngon mà. Có hai thằng gì nữa, một thằng ở ngoài Bắc, một thằng trong Nam gì nữa. Bà đây, bà kia đi theo Hòa Hường rồi gì mà giờ méo vào mặt đây. Hồi xưa là cứ chạy em muốn chết luôn em. Dưới này có nó đâu. Đó nè, cục này đâu gì. Chị dưới này, chị trên đây sao em biết. Ở nhà có mặt nạ ngày không giờ hả anh? Em có chị. Ok, nhớ đắp thường xuyên nha. Trong giai đoạn này đắp là tốt nhất nha. Cứ đắp đi cho nó đầy sẹo. Sẽ sau này nó bị chai cái đầu của nó sơ cái sẹo rồi nó lâu hơn. Mời cô chịu cảm giác đau cảm giác gì khác đấy.
tính cách cầm cây kiểu như cầm nó cảm giác đau không? Đúng rồi, nó sẽ vậy, nó mới thẩm thấu vào da chỗ em không cầm nó chạy cũng như không á. Rồi. Đi vào ngồi đi.